sắp tới thì em nghỉ Tết cả nhà, em sẽ ra video thường xuyên hơn cả nhà ơi. Tại vì bây giờ em còn làm công ty á, cho nên Tết này hàng nhiều lắm, em không có nghỉ hoài được. Cũng là em quay là những ngày nghỉ á cả nhà, với những ngày phép năm thôi chứ em không có nghỉ được. Tết công hàng em công ty nhiều quá. Ôi, bằng da rồi nó rộng rồi, rộng hơn. Gom vô cái này đi. Ôi. Thì qua uống nước chắc nó sắc.